Chào mừng các em đến tham dự buổi tiết học trực tuyến môn toán lớp 7. Để tiết học đạt kết quả cao thì các em cần lưu ý cho cô một số vấn đề như sau. Các em chú ý theo dõi bài đầy đủ, có vở ghi chép và nháp để thực hiện các phần bài trong tiết học. Khi có yêu cầu làm bài, em tạm dừng video cho đến khi làm xong rồi so sánh với đáp án trên màn hình. Ở các tiết học trước thì các em đã được nghiên cứu về đa thức. Vậy thì muốn cộng và trừ hai đa thức chúng ta phải thực hiện như thế nào? Cô và các bạn cùng vào bài học ngày hôm nay. Phần 6, cộng trừ đa thức. Trước tiên thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi nghiên cứu phần một nhỏ, cộng hai đa thức. Cô có một ví dụ như sau. Để cộng hai đa thức m bằng 5x bình y, cộng 5x trừ 3 và n bằng x y z trừ 4x bình y. Cộng 5x trừ 1/2. Cô và các bạn sẽ làm như sau. Bước đầu tiên là các bạn hãy thực hiện là viết hai cái đa thức m và n này trong dấu ngoặc. Ta có là đa thức m cộng n sẽ bằng 5x bình y cộng 5x trừ 3 cộng với xyz trừ 4x bình y cộng 5x trừ 1/2. Sau đó các bạn hãy thực hiện là bỏ dấu ngoặc. Thì ở đây các bạn lưu ý cho cô là để bỏ được dấu ngoặc thì các bạn phải nhớ lại quy tắc dấu ngoặc mà các bạn đã được học. Thì nếu như trước ngoặc mà có dấu cộng thì phá ngoặc ra các bạn không cần phải đối dấu các hạng tử trong ngoặc. Còn nếu như trước ngoặc mà là dấu trừ thì khi phá ngoặc ra các bạn sẽ phải đổi dấu các hạng tử trong ngoặc. Thì đây cô sẽ có là cái ngoặc đầu tiên của mình đằng trước ngoặc không có dấu gì thì chúng ta sẽ hiểu nó là dấu cộng. Và phá ngoặc ra mình sẽ giữ nguyên dấu của các hạng tử trong ngoặc này. Sẽ được là 5x bình y cộng 5x trừ 3. Tương tự như vậy với ngoặc thứ hai cũng có dấu cộng ở trước ngoặc. Khi phá ngoặc ra thì chúng ta sẽ được là xyz trừ 4x bình y cộng 5x trừ 1/2. Tiếp theo các bạn hãy thực hiện là nhóm các cái đơn thức đồng dạng với nhau. Các đồng dạng chính là các đơn thức mà có cùng phần biến, hay nói cách khác nó là có cùng phần chữ. Thì ở đây cô nhận thấy là đơn thức 5x bình y có cùng phần chữ hay phần biến với đơn thức âm 4x bình y. Và đây chính là hai đơn thức đồng dạng. Cô sẽ nhóm lại một ngoặc. Sau đó kết thúc một ngoặc, các bạn nhớ cho cô là luôn luôn mình sẽ đặt dấu cộng và nhóm các cái đơn thức đồng dạng tiếp theo. Mở ngoặc tiếp theo ta sẽ được là đơn thức 5x cộng 5x vì hai đơn thức này đồng dạng. Sau đó chúng ta sẽ đóng ngoặc và đặt dấu cộng tiếp theo. Hai đơn thức là âm 3 và âm 1/2 chúng ta sẽ nhóm vào một nhóm. Cuối cùng là đơn thức xyz. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện cộng trừ các cái đơn thức trong ngoặc này. Thì với cái ngoặc đầu tiên 5x bình y trừ 4x bình y, kết quả sẽ bằng là x bình y. 5x cộng 5x bằng 10x. Xyz không cộng với cái đơn thức nào thì chúng ta sẽ để nguyên là cộng xyz. Tương tự như thế thì trừ 3 trừ 1/2. Ở đây là gì đây? Chúng ta sẽ đưa về cùng mẫu bằng cách là quy đồng mẫu. Mẫu chung ở đây sẽ bằng 2. Và khi mà quy đồng chúng ta sẽ được là âm 6/2 trừ 1/2. Và đây là hai phân số cùng mẫu. Vậy cô sẽ giữ nguyên mẫu là 2. Và cộng trừ tử sẽ được là trừ 6 trừ 1. Và kết quả bằng âm 7/2. Khi đó thì chúng ta sẽ nói cái đa thức x bình y cộng 10x cộng xyz trừ đi 7/2 chính là tổng của hai đa thức m và n. Tương tự như thế thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi nghiên cứu sang phần hai nhỏ trừ hai đa thức. Cô cũng có một cái ví dụ tương tự như vậy. Để trừ hai cái đa thức p bằng 5x bình y trừ 4xy bình cộng 5x trừ 3 và đa thức q bằng xyz trừ 4x bình y cộng xy bình cộng 5x trừ 1/2. Thì cô và bạn sẽ làm như sau. Bước đầu tiên thì các bạn cũng sẽ viết hai cái đa thức p và q này trong dấu ngoặc. Cô sẽ được là đa thức p trừ đa thức q sẽ bằng 5x bình y trừ đi 4xy bình cộng 5x trừ 3 trừ đi đa thức q bằng xyz trừ 4x bình y cộng xy bình cộng 5x trừ 1/2. Bước thứ hai các bạn cũng sẽ thực hiện bỏ dấu ngoặc. Tuy nhiên ở đây có một điều đặc biệt, đó là với cái ngoặc thứ hai này trước ngoặc nó là dấu trừ. Các bạn nhớ lại là với quy tắc dấu ngoặc thì khi mà trước ngoặc có một dấu trừ thì các bạn sẽ phải thực hiện là đổi dấu các hạng tử trong ngoặc. Có
Có nghĩa trong ngoặc nếu như đang dương thì phá ngoặc ra phải âm. Đang âm thì mình sẽ phải đổi thành dương. Và chúng ta sẽ có là gì đây? 5x bình y trừ 4xy bình cộng 5x trừ 3. Phá ngoặc ra, ngoặc này đằng trước có dấu trừ, vậy phá ngoặc ra sẽ được là trừ xyz cộng 4x bình y trừ xy bình trừ 5x cộng 1 phần 2. Sau đó bước thứ 3, tương tự như là phép cộng 2 đa thức, các bạn cũng sẽ nhóm cho cô các cái đơn thức đồng dạng lại với nhau. Ở đây cô vẫn sẽ có là đơn thức 5x bình y với đơn thức 4x bình y là hai đơn thức đồng dạng. Kết thúc một ngoặc thì các bạn luôn luôn đặt cho cô dấu cộng và nhóm tiếp các đa thức tiếp theo là âm 4xy bình trừ 4 trừ xy bình. Thêm một ngoặc tiếp tục đặt dấu cộng, nhóm tiếp các đơn thức đồng dạng tiếp theo là 5x trừ đến 5x và cuối cùng là gì đây? Âm 3 cộng với lại 1 phần 2. Đa thức, cô xin lỗi, đơn thức âm xyz không đồng dạng với lớp nào, chúng ta sẽ viết nguyên lại là âm xyz. Sau đó các bạn sẽ thực hiện cộng trừ các cái đơn thức đồng dạng này. Thứ nhất là mình có 5x bình y cộng với 4x bình y và kết quả bằng 9x bình y. Cộng với này, âm 4xy bình trừ xy bình, kết quả sẽ được là âm xy bình. 5x trừ đến 5x kết quả bằng 0. Trừ xyz để nguyên. Ở cuối chúng ta lại có là gì đây? Chúng ta sẽ chuyển về phép cộng 2 phân số khác mẫu và chúng ta sẽ quy đầu một kết quả đều là gì đây? Âm 5 phần 2. Và khi đó ta sẽ nói cái đa thức 9x bình y trừ 5xy bình trừ xyz trừ 5 phần 2 này này là hiệu của hai đa thức P và Q. Là hiệu của hai đa thức P và Q. Vậy là từ đó cô sẽ đưa ra được các cái bước để mình thực hiện là cộng hai đa thức và trừ hai đa thức. Với phần cộng hai đa thức thì các bạn sẽ viết hai cái đa thức M và N này ở trong dấu ngoặc. Sau đó thực hiện là bỏ dấu ngoặc và nhóm các cái đơn thức đồng dạng lại với nhau. Sau đó cộng trừ các cái đơn thức đồng dạng này. Tương tự như thế với phép trừ hai đa thức, chúng ta cũng sẽ viết hai đa thức P và Q này trong dấu ngoặc. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện bỏ dấu ngoặc. Rồi nhóm các cái đơn thức đồng dạng lại với nhau. Rồi thực hiện cộng và trừ các đơn thức đồng dạng. Và từ hai các cái bước của cộng và trừ hai đa thức này, thì cô đã đưa ra được là vậy thì muốn cộng trừ hai đa thức thì ta sẽ làm như thế nào? Thì để cộng và trừ hai đa thức thì ta sẽ làm theo các bước sau. Bước thứ nhất là các bạn sẽ viết các cái đa thức này ở trong dấu ngoặc. Bước thứ hai là chúng ta sẽ bỏ dấu ngoặc. Ở đây thì các bạn sẽ phải dựa vào cái quy tắc dấu ngoặc mà các bạn đã được học để phá dấu ngoặc ra. Bước 3 là chúng ta sẽ nhóm các cái đơn thức đồng dạng lại với nhau, áp dụng tính chất giao hóa và kết hợp. Bước 4 là chúng ta sẽ thực hiện cộng trừ các cái đơn thức đồng dạng trong các nhóm. Và để các bạn có thể nắm vững hơn được các cái bước cộng trừ đa thức này, thì cô và các bạn sẽ cùng vào phần 3 nhỏ, bài tập áp dụng. Bài 1 này, cho hai đa thức A bằng x bình cộng 2xy trừ y bình và đa thức B x bình trừ 2xy cộng 2y bình cộng 10. Thì A chúng ta sẽ thực hiện phép tính A cộng với lại B. Thì theo như quy tắc cộng hai đa thức, bước đầu tiên là chúng ta sẽ viết hai cái đa thức này trong dấu ngoặc. Bước thứ hai chúng ta sẽ thực hiện phá ngoặc, bỏ ngoặc. Bỏ ngoặc thì ở ngoặc thứ hai chúng ta có dấu cộng đứng trước ngoặc, vậy nên khi phá ngoặc các bạn sẽ giữ nguyên tất cả các dấu của các hạng từ trong ngoặc này. Sau đó bước thứ ba các bạn nhóm cho cô các cái đơn thức đồng dạng với nhau. Nhắc lại một lần nữa thì hai đơn thức đồng dạng chính là hai đơn thức có cùng phần biến. Tiếp theo này, hết một ngoặc các bạn luôn nhớ cho cô là mình sẽ đặt dấu cộng và nhóm các đơn thức đồng dạng tiếp theo. Mình sẽ có là 2xy trừ đi 2xy cộng với trừ y bình cộng với 2y bình và cộng với 10. Các bạn lưu ý cho cô này, sau khi mà các bạn nhóm xong, các bạn nhớ đếm lại xem là các cái đơn thức mà các bạn nhóm xong có bằng với lại số đơn thức mà đầu bài cho hay không. Kiểm tra lại xem biết đâu mình sót, thiếu. Sau khi mà các bạn đã kiểm tra đủ rồi thì các bạn sẽ thực hiện tiếp theo bước số 4, đó là mình sẽ thực hiện cộng trừ các cái đơn thức trong ngoặc. Ở đây mình có là x bình bằng 2x bình, 2xy trừ 2y hết, trừ y bình cộng 2y bình kết quả bằng y bình cộng với lại 10.
Tiếp theo, tương tự như vậy thì các bạn sẽ thực hiện tính A trừ đi B. Thì bước đầu tiên chúng ta cũng sẽ viết hai cái đa thức này trong ngoặc. Bước thứ hai là mình sẽ thực hiện bỏ ngoặc. Thì với phép trừ, các bạn nhớ lưu ý cho cô là đằng trước ngoặc là có dấu trừ. Thì khi phá ngoặc ra, các bạn sẽ phải thực hiện đổi dấu các hạng từ trong ngoặc. Ta sẽ được là gì đây? X bình cộng 2xy trừ y bình trừ đi x bình cộng 2xy trừ 2y bình trừ 10. Ở đây cô đã thực hiện đổi dấu của các hạng tử trong cái ngoặc thứ hai. Sau đó bước thứ ba, các bạn hãy nhóm cho cô các cái đơn thức đồng dạng lại với nhau. Để cô sẽ nhóm được là x bình trừ x bình cộng với 2xy cộng 2xy cộng với lại trừ y bình trừ 2y bình và cuối cùng là trừ 10. Sau đó các bạn thực hiện là cộng trừ các cái đơn thức đồng dạng ở trong các cái ngoặc này. Thì x bình trừ x bình kết quả bằng 0. 2xy cộng 2xy bằng 4xy. Trừ y bình trừ 2y bình kết quả bằng trừ 3y bình. Và trừ 10. Và đây chính là kết quả của phép trừ đa thức A cho đa thức B. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi nghiên cứu C. Tìm đa thức C sao cho đa thức C cộng đa thức A bằng đa thức B. Thì ở đây cô có là một bạn học sinh đã giải cái câu C này như này. Các bạn quan sát cho cô xem là cái cách làm của bạn là đúng hay sai. Và vì sao? Các bạn lưu ý cố gắng là nhớ lại các cái quy tắc cộng trừ đa thức và xem là ở đây bạn rút ra đã đúng chưa? Phá ngoặc đã đúng chưa? Nhóm đã đúng chưa? Bạn suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi xem là lời giải trên của bạn đúng hay sai. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau đi xét từng bước một. Với bước đầu tiên thì bạn rút C, đa thức C ra bằng đa thức B trừ đa thức A. Bước này là chính xác. Bước thứ hai, bạn đã thực hiện phép tính là lấy đa thức B trừ đa thức A. Bước đầu tiên thì bạn đã lấy hai đa thức này và viết trong ngoặc. Thì chính xác rồi. Bước tiếp theo thì bạn đã thực hiện là phá ngoặc ra. Tuy nhiên ở đây phá ngoặc thì bạn có mắc một cái lỗi sai như sau. Cô đã lưu ý với các bạn là gì đây? Trước ngoặc mà có dấu trừ. Thì khi phá ngoặc ra các bạn sẽ phải thực hiện đổi dấu các hạng từ trong ngoặc. Thế nhưng mà ở đây, trong bài toán này thì với cái đơn thức 2xy, khi mà bạn phá ngoặc ra, trước khi phá ngoặc dấu của 2xy là dương. Phá ngoặc ra rồi trước ngoặc có dấu trừ, dấu của 2xy vẫn dương. Vậy là ở đây bạn đã quên không đổi dấu cái hạng từ này. Tương tự như thế cái hạng từ y bình. Trong ngoặc khi mà chưa phá ngoặc ra là trừ y bình. Phá ngoặc ra vẫn là trừ y bình, mặc dù trước ngoặc là dấu trừ. Vậy nên ở đây bạn đã là thực hiện sai vì bạn quên mất không đổi dấu các hạng từ trong ngoặc khi trước ngoặc là dấu trừ. Và bước này sai thì đương nhiên là các bước dưới cũng sẽ làm sai đây. Sai. Và chúng ta kết luận được là lời giải này là sai. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sửa lại cái lời giải này cho mình. Thì bước đầu tiên của bạn là chính xác rồi, vậy nên chúng ta vẫn sẽ có là đa thức C bằng đa thức B trừ đa thức A. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện lấy đa thức B trừ đa thức A. Bước 1 thì các bạn vẫn sẽ viết hai cái đa thức này trong ngoặc. Bước thứ hai là chúng ta sẽ thực hiện bỏ ngoặc. Bỏ ngoặc thì nhớ lưu ý cho cô là khi mà trước ngoặc có dấu trừ thì phá ngoặc ra các bạn sẽ phải thực hiện đổi dấu các hạng từ trong ngoặc. Ở đây trước ngoặc này là dấu cộng, mình sẽ viết nguyên lại này. Ngoặc thứ hai đằng trước ngoặc có dấu trừ, phá ngoặc ra sẽ được là trừ x bình trừ 2xy cộng y bình. Ở đây cô đã thực hiện đổi dấu các hạng từ trong ngoặc rồi. Bước tiếp theo là các bạn sẽ thực hiện nhóm các hạng, các đơn thức đồng dạng lại với nhau. Nhớ là kết thúc một ngoặc luôn luôn là đặt dấu cộng. Nhóm các hạng từ tiếp theo. Sau đó các bạn sẽ thực hiện là gì đây? Cộng trừ các cái đơn thức trong ngoặc. Thì ở đây x bình trừ x bình kết quả bằng 0. Trừ 2y, xy trừ 2xy kết quả bằng trừ 4xy. 2y bình cộng y bình kết quả bằng 3y bình. Và cộng với 10. Và đây chính là đa thức C cần tìm. Ngoài ra thì bạn có thể lưu ý cho cô một công thức như sau. Đa thức B trừ đi đa thức A mình có thể viết lại được thành là trừ của đa thức A trừ đa thức B. Vậy thì ngoài cái cách giải là mình sẽ thực hiện lấy đa thức B trừ đa thức A ra, thì ở đây mình có thể tính đa thức C bằng cách là gì đây? Cách 2 này. Chúng ta có thể tính đa thức C bằng đa thức B trừ đa thức A. Và đa thức B trừ đa thức A lại bằng gì?
trừ của đa thức A trừ đa thức B. À, đa thức A trừ đa thức B chúng ta đã có kết quả ở ý B. Đa thức A trừ đa thức B đây. Vậy thì chúng ta thay vào được là đa thức C sẽ bằng trừ của 4xy trừ 3y bình trừ 10. Và khi đó các bạn chỉ việc là phá ngoặc ra. Trước ngoặc này có dấu trừ, vậy khi phá ngoặc ra các bạn phải thực hiện là đủ dấu các hạng tử trong ngoặc cho cô. Ta sẽ được là trừ 4xy cộng 3y bình cộng 10. Và đây chính là đa thức C phần y. Ở đây các bạn có hai cách để thực hiện. Các bạn có thể chọn cái cách mà các bạn hiểu hơn để làm các bài toán tương tự. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi nghiên cứu ý D. Tìm đa thức D sao cho đa thức D cộng đa thức A bằng đa thức 4xy trừ 5y bình cộng B. Ở đây thì chúng ta có thể là rút cái đa thức D này ra bằng cách là gì đây? Lấy đa thức 4xy trừ 5y bình cộng B trừ đi A. Các bạn có thể hiểu là gì đây? Muốn rút một số hạng trong tổng, ta sẽ lấy tổng trừ đi số hạng còn lại. Ở đây mình sẽ lấy cái đa thức ở vế phải này này, trừ đi đa thức A. Sau đó mình sẽ thực hiện lấy đa thức 4xy trừ 5y bình cộng với đa thức B trừ A. Mà đa thức B trừ A các bạn đã tính được ở ý C rồi. Vậy việc bây giờ các bạn cần làm đó, các bạn sẽ thay cái đa thức B trừ A này vào cái biểu thức này. Và ta sẽ có là đa thức 4xy trừ 5y bình cộng với 4 âm 4xy cộng 3y bình cộng 10. Bước tiếp theo các bạn sẽ thực hiện là bỏ ngoặc theo quy tắc dấu ngoặc. Và chúng ta sẽ được là 4xy trừ 5y bình trừ 4xy cộng 3y bình cộng 10. Và sau đó mình sẽ nhóm các cái hạng tử đồng dạng lại với nhau. Ở đây thì cô nhóm được là 4xy trừ 4xy trừ 5y bình cộng 3y bình và cộng với 10. Sau đó ra được kết quả là gì đây? Âm 2y bình cộng 10. Vậy là chúng ta đã tìm ra được đa thức D bằng âm 2y bình cộng 10. Tương tự như thế chúng ta sẽ cùng nhau đi nghiên cứu ý E. Tìm đa thức E sao cho tổng E cộng D là đa thức 0. Thì để đa thức E cộng đa thức D là đa thức 0 thì ta sẽ có là E cộng D bằng 0. Khi đó chúng ta sẽ rút ra được là đa thức E sẽ bằng trừ của đa thức D. Ở đây các bạn có thể rút là gì đây? Lấy tổng trừ đi số hạng còn lại là 0 trừ đi D. 0 trừ đi D thì chính bằng D. Vậy là mình đã có đa thức E của mình bằng trừ của đa thức D. Mà đa thức D chúng ta đã tính được ở ý D là bằng trừ 2y bình cộng 10. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ suy ra được đa thức E của mình bằng trừ của trừ 2y bình cộng 10. Việc của các bạn cần làm bây giờ là chỉ cần phá cái ngoặc này ra. Trước ngoặc là dấu trừ, vậy nên mình sẽ được là gì đây? 2y bình trừ 10. Vậy là đa thức E cần tìm sẽ bằng là 2y bình trừ 10. Tiếp theo thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi nghiên cứu bài số 2. Bài số 2 chính là dạng tính giá trị của một đa thức. Thì ở ý A người ta yêu cầu mình tính giá trị của đa thức F bằng đa thức G cộng đa thức H, AX bằng 2, Y bằng âm 1. Biết rằng là đa thức G bằng và đa thức H bằng. Ở đây chúng ta sẽ có hai cách thực hiện. Cách thứ nhất là các bạn có thể tính giá trị của hai đa thức G và H, AX bằng 2, Y bằng âm 1. Theo như bài trước đã học. Sau đó các bạn tính tổng giá trị của hai đa thức G và H vừa tìm. Sau đó chúng ta sẽ suy ra được giá trị của đa thức F bằng cách là lấy đa thức G cộng với đa thức H. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể là sử dụng cách 2. Đó là tìm đa thức F bằng đa thức G cộng đa thức H. Sau đó các bạn tính giá trị của đa thức F tại X bằng 2, Y bằng âm 1. Ở đây thì cô sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện theo cách 2. Cách 1 các bạn có thể về nhà tự làm. Ở cách 2 thì chúng ta sẽ thực hiện tính đa thức F bằng cách là lấy đa thức G cộng với lại đa thức H. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ viết hai cái đa thức này ở trong dấu ngoặc. Sau đó bước thứ hai là chúng ta sẽ phá ngoặc ra. Và trước ngoặc là dấu cộng, vậy nên chúng ta có thể là giữ nguyên tất cả dấu của các hạng tử trong ngoặc. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện nhóm các cái đơn thức đồng dạng lại với nhau. Ở đây cô có là x mũ 8 trừ đi x mũ 8 cộng với 3x mũ 3 trừ 2x mũ 3 cộng với lại trừ 2y mũ 3 cộng 2y mũ 3 cộng với lại xy. Sau khi nhóm cho các đơn thức đồng dạng rồi thì các bạn sẽ thực hiện cộng trừ các đơn thức đồng dạng này.
Ở đây cô có là x mũ 8 trừ x mũ 8 hết. 3x mũ 3 trừ 2x mũ 3 kết quả bằng x mũ 3 trừ 2y mũ 3 cộng 2y mũ 3 là hết. Và cuối cùng là con cộng với lại xy. Khi đó chúng ta đã tìm ra được đa thức f rồi. Vậy thì chúng ta sẽ tính giá trị của đa thức f này tại x bằng 2y bằng âm 1. Bằng cách là chúng ta sẽ thay x bằng 2, y bằng âm 1 và đa thức f. Khi đó ta sẽ có là gì đây? Để thay được thì các bạn lưu ý cho cô này. Ở đâu có x các bạn sẽ thay bằng 2. Và ở đâu có y các bạn sẽ thay bằng âm 1. Và khi đó ta sẽ có f bằng 2 mũ 3 cộng với lại 2 nhân với âm 1. Và kết quả bằng 8 cộng với lại âm 2. Và kết quả bằng 6. Vậy là chúng ta đã tính được giá trị của đa thức f tại x bằng 2 và y bằng âm 1. Tương tự như vậy thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi làm ý B. Tính giá trị của đa thức P bằng K trừ đi L tại x bằng 3 và y bằng âm 2019. Biết rằng đa thức K bằng và đa thức L bằng như trên đầu bài. Ở đây thì với cách 2 chúng ta sẽ thực hiện là tính đa thức P bằng đa thức K trừ đa thức L. Thì bước đầu tiên các bạn cũng sẽ viết hai đa thức này trong dấu ngoặc. Sau đó lưu ý cho cô là ở đây trước ngoặc này có dấu gì đây? Dấu trừ. Vậy là khi mà phá ngoặc ra các bạn lưu ý cho cô là nhớ thực hiện đổi dấu của các hạng tử trong ngoặc. Ở đây cô sẽ có là 4x y mũ 5 cộng 8x trừ 3 trừ 7 cộng 2x trừ 4x y mũ 5. Sau đó bước tiếp theo là cô sẽ thực hiện nhóm các cái hạng tử đồng dạng lại với nhau. Ở đây cô sẽ nhóm được là 4x y mũ 5 trừ 4x y mũ 5 cộng với 8x cộng 2x cộng với trừ 3 trừ 7. Sau đó cô sẽ thực hiện cộng trừ các cái đơn thức đồng dạng ở trong ngoặc này. Thì 4x mũ 5 trừ 4x y mũ 5 trừ 4x y mũ 5 hết. 8x cộng 2x kết quả bằng 10x. Trừ 3 trừ 7 kết quả bằng trừ 10. Sau đó để tính được giá trị của đa thức P này thì cô sẽ thực hiện thay x bằng 3 vào đa thức P là 10x trừ 10. Lý do tại sao cô lại không thay y bằng âm 2019 vào đây? Vì các bạn để ý cho cô này, cái đa thức P mà khi mà bạn rút gọn ra rồi ý, các bạn thử nghiệm phép cộng ra rồi, thì các bạn để ý là đa thức P này của mình không còn chứa y nữa. Vậy khi mà không còn chứa y nữa thì mình sẽ không cần phải viết là thay y vào đây nữa, vì nó không chứa y. Vậy nên ta sẽ có là gì đây? Đa thức P sẽ bằng là 10 nhân 3 trừ 10 và kết quả bằng 20. Khi đó là chúng ta đã tính được giá trị của đa thức P bằng 20 tại x bằng 3, y bằng âm 2019. Tiếp theo thì cô và các bạn sẽ cùng nghiên cứu bài số 3. Bài số 3 người ta cho mình là 3 đa thức Q, R và S. Và người ta yêu cầu mình chứng minh rằng ít nhất một trong 3 đa thức trên có giá trị dương với mọi x, y. Thì ở đây bước đầu tiên, các bạn thực hiện là xét cho cô tổng của 3 đa thức trên. Cô sẽ lấy đa thức Q cộng đa thức R cộng đa thức S. Và sẽ bằng gì đây? Cô sẽ thực hiện nhanh với kết quả bằng gì? X bình cộng 1. Bây giờ cô sẽ đi đánh giá cái đa thức Q cộng R cộng S này. Thì ta đã có là gì đây? X bình lớn hoặc bằng 0 với mọi x. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được là x bình cộng với 1 sẽ lớn hoặc bằng 1 và lớn hẳn 0 với mọi x. Vậy là từ đó mình sẽ suy ra được tổng 3 đa thức Q, R và S sẽ lớn hơn 0 với mọi x, y. Và từ đó mình sẽ suy ra được là ít nhất một trong ba đa thức trên có giá trị dương với mọi x và y. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được điều phải chứng minh. Các bạn lưu ý cho cô là khi mà các bạn xem video ấy thì đến cái đa thức phép cộng ba đa thức này các bạn sẽ tự thực hiện cho cô nhé. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ vào bài 4. Cho số a bằng u cộng 2v cộng 1 và 3u trừ 2v cộng 2. Yêu cầu chứng minh rằng nếu U và V là các số tự nhiên thì A sẽ là số chẵn. Ở đây các bạn sẽ làm như sau này. Bước đầu tiên các bạn đặt cho cô đa thức B bằng U cộng 2V cộng 1 và đa thức C bằng 3U trừ 2V cộng 2. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được đa thức A của mình bằng đa thức B nhân với đa thức C. Tiếp theo các bạn hãy tính cho cô tổng của đa thức B và đa thức C. Ở đây cô đã thực hiện tính tổng kết quả bằng 4U cộng 3. Và ta thấy là 4U cộng 3 chính là một số lẻ.
với mọi u thuộc N. Từ đó suy ra được đa thức B cộng đa thức C cũng là một số lẻ với mọi u và V thuộc N. Từ đó mình sẽ suy ra được là B là số lẻ, C là số chẵn, hoặc trường hợp ngược lại là B là số chẵn và C là số lẻ. Khi mà hai số, một số là số lẻ và một số là số chẵn, thì tổng của nó mới là số lẻ được. Và khi đó tích của BC sẽ là số chẵn. Tích của một số lẻ và một số chẵn thì sẽ ra là một số chẵn với mọi U và V thuộc vào N. Đó suy ra được A sẽ là số chẵn vì tích B và C chính bằng A. Nên A sẽ là số chẵn với mọi U và V thuộc N. Điều phải chứng minh. Qua 4 bài tập vừa rồi thì về nhà các bạn thực hiện là học lại cách cộng trừ đa thức, xem lại các bài tập cô đã chữa và làm cho cô các bài tập là 30, 35, 36, 38 trong sách giáo khoa và làm bài 4. Xem trước cho cô bài quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất tập tự tam giác. Bài học của các bạn hôm nay là đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.